Theo thống kê của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch An Giang, trong dịp lễ 2 tháng 9 năm 2022, từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 9 năm 2022, toàn tỉnh đón gần 260.000 lượt khách tham quan du lịch. Trong dịp nghỉ lễ, các khu điểm du lịch tại An Giang thu hút đông khách du lịch đến tham quan như khu du lịch quốc gia Núi Sam, khu lưu niệm Bác Tôn, khu du lịch Núi Cấm, khu du lịch Đồi Tức Dập, rừng Tràm Tra Sư. Trong đó, khu du lịch Núi Cấm, huyện Tịnh Biên đón gần 11.000 lượt khách, khu du lịch Bác Tôn, thành phố Long Xuyên đón trên 2.900 lượt khách. Đặc biệt, huyện Tri Tôn tổ chức lễ hội khinh khí cầu năm 2022 ngay trong dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Đây là lễ hội khinh khí cầu đầu tiên ở miền Tây Nam Bộ, sự kiện mới lạ, độc đáo đã thu hút rất đông du khách trong và ngoài tỉnh An Giang đến tham quan, chụp ảnh, vui chơi trong các ngày lễ. Nhìn chung, tình hình an ninh trật tự tại các khu điểm du lịch, điểm tham quan được đảm bảo. Ban quản lý các khu điểm du lịch, điểm tham quan, các doanh nghiệp du lịch có sự quan tâm đầu tư đổi mới diện mạo điểm đến, chỉnh trang cơ sở vật chất, kết hợp dịch vụ du lịch đa dạng để thu hút du khách tham quan, chụp ảnh, đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch COVID-19 trong điều kiện bình thường mới.